Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Kênh đào Phù Nam giúp Campuchia giảm phụ thuộc vào Việt Nam và đến gần Trung Quốc hơn. Ngày 18 tháng 3, BBC Tiếng Việt bình luận siêu dự án kênh đào Phù Nam Techno khiến Campuchia rời xa Việt Nam ngã về Trung Quốc. Theo đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet được cho đang muốn giảm dần sự phụ thuộc vào Việt Nam qua siêu dự án lịch sử kênh đào Phù Nam Techno. BBC nhận xét, tên của siêu dự án gợi nhắc đến vương quốc Phù Nam cổ xưa, tồn tại từ trước công nguyên cho đến thế kỷ thứ bảy, bao trùm một phần Malaysia, Thái Lan, hạ lưu sông Mekong, gồm đồng bằng sông Cửu Long ngày nay. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. Vương quốc này đóng một vai trò quan trọng trong những diễn ngôn dân tộc chủ nghĩa tại Campuchia khi muốn khẳng định sự hiện diện của dân tộc Khmer cách đây hàng ngàn năm tại vùng hạ lưu sông Mekong và tại đồng bằng sông Cửu Long. BBC cho rằng dự án kênh đào Phù Nam Techno xuất hiện trong bối cảnh Campuchia đang ngày càng xích lại gần với Trung Quốc và Bắc Kinh tiếp tục gia tăng sức ảnh hưởng ở các quốc gia lưu vực sông Mekong, nói bật là Lào và Campuchia. Theo BBC, đến nay, cả Ủy hội sông Mekong và chính quyền Việt Nam đều chưa nhận được nghiên cứu khả thi về siêu dự án kênh đào Phù Nam Techno từ phía Campuchia. BBC dẫn nhận định của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn Phạm Đăng Trí, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Đại học Cần Thơ cho rằng, kênh đào Phù Nam sẽ làm thay đổi dòng chảy tự nhiên trên một con sông nhánh của sông Mê Công, sẽ có ảnh hưởng rất đáng kể đối với hệ sinh thái tự nhiên bản địa của đồng bằng, cũng như sinh kế của cộng đồng địa phương. Và đây là hình Thủ tướng Campuchia Hun Manit, con trai của Thủ tướng Hun Sen. BBC cho biết đồng bằng sông Cửu Long đã đối mặt với những đợt hạn hán dẫn đến thiếu hụt nguồn nước và gây hậu quả nặng nề về nông nghiệp, thủy sản, môi trường sinh thái cũng như đời sống hàng ngày của người dân từ nhiều năm qua. Trong khi đó, BBC cũng cho biết Thủ tướng Hun Manet đã khẳng định siêu dự án Phù Nam Techno sẽ do các đối tác Trung Quốc, cụ thể là Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc, xây dựng theo hợp đồng BOT. Bộ Giao thông Vận tải Campuchia mới đây thông báo đang thương lượng với đối tác Trung Quốc để ký một thỏa thuận nhượng quyền trong tháng 6 hoặc tháng 7 tới, trước khi tiến hành động thổ xây dựng kênh đào. Đồng thời, Campuchia luôn bắt bỏ việc vay tiền Trung Quốc để xây kênh đào. BBC dẫn lời nhà nghiên cứu Brian L. giám đốc chương trình năng lượng, nước và tính bền vững của trung tâm Stimson nhận định rằng, nếu công ty vận hành kênh đào là Trung Quốc thì tiền sẽ đổ vào túi công ty này. Ông nhấn mạnh cần phải dừng dự án này cho đến khi có những đánh giá đầy đủ về tác động kinh tế và môi trường đối với đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, BBC cho hay, Campuchia và Trung Quốc luôn khẳng định mối quan hệ sắc son, tham gia cộng đồng chia sẻ tương lai và nhiệt tình đón nhận các dự án trong sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc. Và đây là hình kênh đào Phụ Nam sau khi được xây dựng. Trong một thập niên qua, đã có quan hệ về sự phụ thuộc của Campuchia ngày càng nhiều hơn vào các khoản vay cơ sở hạ tầng lớn của Trung Quốc, khiến Phnom Penh ngã hơn về phía Bắc Kinh, bị chi phối đối với những lợi ích chiến lược Gần đây, căn cứ hải quân Rim ở Campuchia cũng làm giấy lên quan ngại, gia tăng về khả năng Trung Quốc tài trợ cho căn cứ này. BBC bình luận: mối quan hệ ngày càng gắn kết giữa Trung Quốc và Campuchia đang tạo một thách thức ngày càng lớn cho Việt Nam, trong khi Thủ tướng Hun Manet ngày càng muốn giảm phụ thuộc vào Việt Nam hơn. BBC cũng dẫn quan điểm của nhà nghiên cứu độc lập Jim Shokvi từ Campuchia về hàm ý chính trị từ siêu dự án phụ Nam Techno. Nếu kết quả nghiên cứu mà phía Việt Nam khác với Campuchia, thì điều này có thể khiến Việt Nam thách thức Campuchia liên quan đến dự án này. Theo ông Jim Chauvi, với việc công khai đề cập những quan ngại của Việt Nam về tên đạo, đồng thời khẳng định không có gì có thể ngăn cản nổi Campuchia. Thực hiện dự án có thể giúp tăng cường vị thế và tầm ảnh hưởng của Thủ tướng Hun Manet hơn, giúp Campuchia thở bằng mũi của mình như ông từng tuyên bố. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Kênh đào Phụ Nam giúp Campuchia giảm phụ thuộc vào Việt Nam và đến gần Trung Quốc hơn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Những câu hỏi không lời giải đáp xoay quanh mối quan hệ giữa Vingroup và các đại án. Ngày 18 tháng 3, blog Trần Văn trên VOA Tiếng Việt bình luận, qua tòa được nghe bà Lan và nhớ Vingroup. Tác giả cho biết, khi trả lời hội đồng xét xử sơ thẩm về vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các tổ chức có liên quan, bà Trương Mỹ Lan khẳng định bà có thể khắc phục hậu quả Chẳng hạn, gia đình bà có thể bán cao ốc Capital Place tọa lạc ở quận Ba Đình, Hà Nội để nộp 1 tỷ Mỹ Kim bồi thường thiệt hại. Theo tác giả, cao ốc Capital Place là một phần của dự án Vinhomes Metropolis của Vingroup. Và đây là bài trên blog Trần Văn VOA. Năm 2016, Ủy ban Nhân dân Hà Nội đã ban hành quyết định thu hồi hơn 35.000 m2 ở số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, để thực hiện dự án Vinhome Metropolis nhắm tới mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, loại nhà dành cho người nghèo cần được hỗ trợ về nơi ở. Tác giả cho rằng lời khai của bà Lan khiến thiên hạ buộc phải hỏi dự án Vinhome Metropolis đã hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội như thế nào? Phát triển nhà ở xã hội có phải là một loại đầu dê được treo để bán thịt chó hay không? Những ai tham gia treo nhà nước lên giá để thực hiện thương vụ này bởi theo lời khai của bà Lan thì bà đã trả tới 700 triệu Mỹ Kim khi nhận chuyển nhượng lại chỉ một phần dự án Cao ốc Capital Place. Tác giả nhận xét, công an, viện kiểm sát và cả hội đồng xét xử đều không chú ý, bận tâm đến điều này. Song công chúng thì khác. Chẳng hạn trên mạng xã hội, ông Kim Văn Chính đã liệt kê ít nhất 4 khối tài sản trị giá cả tỷ Mỹ Kim của Vạn Thịnh Phát đều là nhận chuyển nhượng từ Vingroup. Và đây là hình bà Trương Mỹ Lan. Nhiều người thì cũng chẳng hiểu tại sao nhà nước lại giao nhiều khu đất được ví von là kim cương, là vàng cho Vingroup, để Vingroup tạo thành hàng hóa rồi chuyển nhượng lại cho những doanh nghiệp như Vạn Thịnh Phát. Tác giả bình luận, bà Lan làm người ta nhớ đến Vingroup vì đây không phải là lần đầu tiên thiên hạ thấy bóng dáng của Vingroup phản phất quanh các đại án. Tác giả cho hay Vingroup từng tiếp nhận rất nhiều người Việt phải cách ly khi hồi hương do đại dịch Covid-19 trong khi việc cung cấp dịch vụ lưu trú cho những người bị buộc phải cách ly đã tạo ra khoản lợi nhuận khổng lồ bộ công an từng yêu cầu các địa phương cung cấp toàn bộ hồ sơ từ tài liệu về quá trình tham mưu lựa chọn doanh nghiệp tham gia thực hiện chủ trương cách ly song cuối cùng chỉ có một vài viên chức doanh nghiệp nhỏ bị xử lý vì đưa hối lộ và nhận hối lộ tác giả tiếp tục cho biết đại án việt á cũng thấp thoáng bóng dáng vingroup bởi mối quan hệ giữa ông phạm nhật vượng và ông phan quốc việt và đây là hình Phạm Nhật Vượng và Phan Quốc Việt. Sau khi Việt Á tăng vốn đăng ký từ 80 triệu đồng lên 1.000 tỷ đồng, công ty này đã liên tục được chọn làm nhà thầu cho các gói thầu lớn của nhiều cơ sở y tế có quy mô cực lớn như Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội, Quân Y viện 175 tại Sài Gòn. Và chỉ trong vòng chưa đầy 4 năm, Việt Á đã có tới 3.000 khách hàng trở thành nhà thầu được chọn thực hiện 1.500 dự án. Tác giả đặt câu hỏi, Bao giờ thì thiên hạ được biết, những ai đã góp 800 tỷ vào công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Tương tự, vẫn theo tác giả, bao giờ thì thiên hạ được biết, vì sao VinGroup lại chọn ông Phan Quốc Việt, chủ tịch hội đồng quản trị, Kim tổng giám đốc Việt Á làm cổ đông nắm giữ 30% vốn của công ty cổ phần công nghệ sinh học VinBioCare, doanh nghiệp được VinGroup thành lập để sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. Vin rất bất cẩn khi chọn lãnh đạo một doanh nghiệp có vốn điều lệ lên tới cả ngàn tỷ, nhưng chỉ mượn địa chỉ một căn nhà ở Sài Gòn để đăng ký trụ sở chính, chứ không đặt văn phòng, hay vì những cổ đông của Việt Á. Những câu hỏi mà tác giả đặt ra rất sắc bén, tuy nhiên không có câu trả lời. Ngày mà xã hội nhận được câu trả lời, chính là ngày mà chế độ này cáo chung. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình Những câu hỏi không lời giải đáp xoay quanh mối quan hệ giữa Vingroup và các đại án. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.